Chị Hoa, hay là chị làm mẹ của em nhá. Mẹ kế thôi cũng được. Ông già em kết chị nổ bát địa luôn ý, chị biết không? Tình cảm của bố cháu chắc cô cũng cảm nhận được chứ ạ. Hay là nhân dịp này cô về làm mẹ của ba chị em cháu nhá. Cô. Cháu đến à? Dạ. Cô ơi, cô ăn cháo đi ạ, không nguội. Cháo bố cháu nấu ngon lắm. Cháu cứ để đây cho cô. Để một lát nữa nguội cô tự ăn được rồi. Cô khỏe rồi mà. Bác sĩ bảo tim cô đang cần phải để ý lắm đấy ạ. Hình như là cái gì mà rối loạn tuần hoàn tim. Cô phải ở đây chữa trị cho dứt điểm đấy. Cô không có bệnh gì đâu. Uất quá thì thế thôi cháu ạ. Cô ơi, cháu có một bí mật muốn nói với cô ạ. Chuyện gì thế? Thì gia đình cô cũng lỡ xảy ra chuyện như thế rồi. Tình cảm của bố cháu chắc cô cũng cảm nhận được chứ ạ. Hay là nhân dịp này cô về làm mẹ của ba chị em cháu nhá. Hả? Chị Thư cũng yêu cô lắm rồi ạ. Với lại bố cháu chỉ hay ngại ngùng thế thôi. Chứ thật ra cháu biết bố cháu muốn lắm rồi. Cô cứ nghĩ là cháu tỏ tình hộ bố cháu cũng được. Khi nào ra viện cô về với chúng cháu luôn nhá. Cô... chuyện... Thật ra chuyện của cô với bố cháu không giống như các cháu đang nghĩ đâu. Cô... Không giống rồi sau này sẽ giống cô ạ. Nhìn cái cách mà bố cháu chăm sóc, lo lắng cho cô là cháu biết bố cháu kết cô lắm rồi đấy. Mà người già thì cũng cần phải có hạnh phúc. Làm sao mà sống mãi với con cái được ạ? Nếu mà cô khó nói quá ấy, thì khoảng tầm 15-20 phút nữa cô trả lời cháu cũng được. Miễn là trước khi bố cháu về nhé. Cô nhá. Bố, lại vừa ra dọn hàng cho chị Hoa đúng không? Không phải việc của mày. Nhìn cái mặt đáng yêu kìa, ghét chá chịu được. Đâu, xem với nào. Xinh thật sự. Nhưng với cách quan tâm của bố với chị Hoa như thế, chị Hoa chị không thích đâu. Bố còn non mà xanh lắm. Ừ, tao non, tao xanh. Mày bảo anh non xanh. Bố không thả con ra, con hết cho chị Hoa nghe đấy nhé. Chịu. Ấy đâu. Ai non ai xanh? Không non không xanh. Nhưng già phải nhão lắm. Tặng nhá. Chị Hoa ơi, hàng hôm qua em bán được hết rồi. Em gửi chị tiền công này. Ôi giời, hâm mà. Chị giúp em chứ tiền nong cái gì, cứ đi. Thế em xin nhá. Này, hôm qua lỗ nhiều không? Em mất có mấy trăm thôi mà. Mất mấy trăm á? Để chị bù cho. Thôi, em thì thiếu gì tiền mà phải lấy của chị. Em đi làm cũng chỉ vì đam mê thôi. Chứ ngày nào ông già mà trả bơm tiền cho em. Này, cố gắng làm, dành dụm ít tiền. Bây giờ em lớn rồi, cũng phải chủ động. Chứ em cứ xin tiền bố mãi như thế, bao giờ mới trưởng thành được. Chị nói cũng đúng. Nhiều khi em xin tiền á, cứ nói ra nói vào, cày vặn. Thực ra ấy, bố em mắng em cũng là vì lo lắng và trách nhiệm với em thôi. Chính vì thế em trưởng thành đi. Chị Hoa này, sao chị không là chị gái của em nhỉ? Ước gì em có một người chị gái vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như chị. Ui, chị già rồi. Mà thôi, em ước cũng chả được. Chị có thằng Nghĩa thôi còn gì, đúng không? Chị Hoa, hay là chị là mẹ của em nhá. Mẹ kế thôi cũng được. Ông già em kết chị nổ bát địa luôn ý, chị biết không? Thằng điên này, ăn nói linh tinh. Thôi chị đi bán hàng đây.